Dạng làm gì bây giờ? Thôi em đang coi cái cây là cà tím là hai. Đấy mà dạo này công nhận cà tím lớn ghê hai. Ừ, chứ sao? Tự nhiên em thấy chuyện này sắp hết quá hai. Hai, là gì thôi? Trời ơi. Trời ơi, là trời. Rớt cái điện thoại luôn nè. Trong những cái món ăn vặt mà Tú làm á, là bé Vàng mê nhất cái món này luôn. Kể từ ngày biết ăn chân gà sáu thái rồi đó, là hay đòi Tú làm cái món này lắm luôn. Nhưng mà cái công thức làm á thì dễ ợt à, để hôm nay Tú chỉ cho mọi người nha. Hành tím với tỏi Tú băm nhuyễn rồi vi cho vàng thơm. Nước cốt me thì Tú dùng 8 muỗng, nếu mọi người ăn chua hơn thì có thể để thêm nha. Còn đường á thì Tú để 5 muỗng đường cát. Nước mắm thì Tú cho 5 muỗng, tùy theo độ đạm mà mọi người cân chỉnh nha. Rồi 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng bột ớt, 1 muỗng muối tôm và cuối cùng là Tú cho 5 muỗng nước lọc nữa. Bây giờ mọi người chỉ cần nấu cho nó sệt lại và để nguội nha. Thời gian đó thì bây giờ Tú đi hái xoài nè. Cái cây xoài nhà Tú á, trời ơi, hôm nay nó già lắm rồi. Có mấy trái á, là nó đã muốn chín luôn. Tú lựa mấy trái còn xanh á, để làm chân gà sáu thái. Mình chỉ cần cắt những cái miếng vừa ăn là được nha. Ngoài ra thì còn có thêm mà xả cắt lát nè. Rồi cho ớt tươi. Tắt á thì mình xắt thành miếng như vậy. Cuối cùng mình đổ nước sốt lên mà trộn đều ha. Trời ơi, có bạn nào có tới đây mà thèm chưa? Nghỉ lễ này ở nhà có nhiều người nè. Mọi người làm thử cái món này ăn đi. Bảo làm là ngon mê ly luôn. Cái công thức của Tú á, là làm chân gà rút xương khoảng 300g. Mọi người làm nhiều hơn thì tăng lượng công thức lên nha. Gà sáu thái nè. Không ngon quá. Cái xoài nè. Sao? Ngon quá hồi. Ngon quá không? Đã hẹp chưa? Ngỏ hồi. Rồi rồi, dính lại, dính lại, dính lại. Cay quá.